Đây là cái Tết đầu tiên tôi nghe tên món này ấy, chỉ đừng nói gì đến làm luôn. Thật sự là kiến thức hạn hẹp quá, sau khi được khai sáng một cái là tôi phải chạy đi làm liền. Đây là món chả phượng hoàng. Nghe tên và hình thức của nó thì rất là cầu kỳ nhỉ, nhưng thực sự thì cách làm cũng khá là đơn giản. Các nguyên liệu chúng ta cần phải chuẩn bị là trứng, trứng muối, đậu đũa, cà rốt, lạp sườn rồi là mộc nhĩ nấm hương. À quên, còn giò sống nữa nhá. Giò sống thì chúng ta sẽ đem trộn chung với mộc nhĩ nấm hương với cả cà rốt bào sợi. Bình thường thì tôi thấy người ta bán giò sống ngoài chợ đã có sẵn gia vị rồi, thế nên các bác cứ tùy chỉnh mà nêm nếm nha. Tiếp theo là tôi đi tráng trứng này, bởi vì lát nữa chúng ta sẽ dùng trứng này để cuộn ấy, thế cho nên là cho thêm một ít bột vào thì nó sẽ dai hơn. Tráng trứng các bác tráng bằng cái chảo to và cố gắng đừng để rách miếng trứng nha. Sau khi trứng nguội rồi chúng ta sẽ bắt đầu dàn cái phần giò sống vừa nãy vào. Các bác đừng có dàn dày cùng cục nhá, lát nữa cuộn khó lắm. Dàn mỏng mỏng thôi mà miễn sao là nó phun hết cả miếng trứng là được. Mấy rau củ kia và lạp sườn các bác nhớ cắt thành khúc dài dài để cuộn cho nó đẹp nha. Khi cuộn thì các bác cố gắng cuộn chặt tay để lát nữa cái miếng chả chúng ta cắt ra không bị lỏng lẻo rơi rụng hết ngân nhá. Sau khi cuộn bọc kín xong thì các bác cuốn thêm một lớp giấy bạc, mà tôi không có giấy bạc nên tôi cuốn giấy nến và đem đi hấp tầm 10 đến 15 phút nha. Hấp xong thì cũng phải chờ nguội nguội một chút thì mới đem cắt. Tôi thấy mọi người hướng dẫn là cái chả này ăn lạnh thì sẽ ngon hơn, nhưng mà không mọi người ơi, tôi thấy ăn ấm ấm ngon hơn ấy. Cái phần đầu thừa đuôi thẹo này không có trứng muối, nhưng mà các bác nhìn miếng chả nó có chất lượng không? Nhân ngập phun nhá, thịt giò thì núng nính mọng nước bởi vì có thêm mộc nhĩ nấm hương nữa, thế cho nên ăn còn dai giòn sứt sứt ấy, ngon lắm. Món này bày mâm cơm ngày Tết thì vừa đẹp vừa ngon, không chê vào đâu được.